Sáng trong đời
Ngày nắng vàng sáng hồn nhiên, có bao
con thần thất gia. Con niềm vui nào lớn hơn khi nhìn thấy những đứa con thân yêu của mình yên bề gia thất, nên duyên vợ chồng. Chính vì vậy, trong ngày vui, ngày hạnh phúc trọng đại hôm nay thì chắc chắn không thể thiếu được các bậc làm cha, làm mẹ. Về phía đại diện họ nhà trai, chúng tôi xin trân trọng và kính mời lên sân khấu ông Lê Văn Chi và bà Hồ Thị Phụng là song thân của chú rể. Về phía đại diện họ nhà gái, chúng tôi xin trân trọng và kính mời lên sân khấu bà Võ Tuyết Minh Sang và ông Võ Quang Triều là mẹ và cậu của cô dâu. Một tràng pháo tay thật lớn để cùng chào đón những vị đại diện hai bên gia đình. Cũng như niềm vui, niềm hạnh phúc lớn lao dành tặng cho hai bên gia đình. Và để đáp trả lại tấm chân tình đó thì ngay bây giờ tôi xin mời lên sân khấu ông Phạm Thận là ông của chú rể sẽ có đôi lời phát biểu vừa đến tất cả quý vị. Xin trân trọng kính mời ông. Thưa quý vị khách quý, tôi xin thay mặt cho họ đàn trai gửi lời chào thân ái và trân trọng nhất đến quý vị khách quý. Kính thưa quý vị khách quý, cùng quan viên hai họ, hôm nay là ngày mùng 2 tháng 4 nhằm ngày 12 tháng 2 âm lịch năm Quý Mão. Qua sự tìm hiểu của hai cháu là Nga Sơn và Văn Chương và được sự cho phép của hai gia đình hai bên tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu, tôi xin đại diện cho họ đàn trai kính chúc quý vị khách quý đã bỏ thời gian đến cùng chung vui buổi tiệc cưới hôm nay với gia đình. Xin chân thành cảm ơn quý vị và xin hết. Dạ vâng, và vừa rồi là lời phát biểu chân tình từ đại diện phía nhà trai. Thì bây giờ dạ vâng, con xin mời cậu Võ Quang Triều đại diện phía nhà gái sẽ nói đôi lời phát biểu để tất cả quý vị ạ. Kính thưa quý vị khách quý, qua quá trình tìm hiểu qua hệ thống Sơn và Sương đã được sự đồng ý và đăng ký của hai bên gia đình và bốn bên tập họ. Hôm nay chúng tôi chọn ngày 10 tháng 1 để làm hôn lễ cho hai cháu. Hôm nay được sự hiện diện của quan viên hai họ, được sự hiện diện của quý vị khách quý và các bạn bè, đó là một niềm vinh dự lớn lao nhất cho gia đình nữ tộc chúng tôi. Thưa quý vị, hôm nay được sự đón tiếp nhiệt tình của gia đình bên nam tộc, đón tiếp nữ tộc chúng tôi, các nhiệt tình dành cho chúng tôi. Mỗi tình cảm thân thương nhất là mỗi tôi xin thay mặt cho gia đình của người tập kính chúc các quan viên hai họ, kính chúc quý vị khách quý và các bạn trẻ được nhiều sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc và cuộc sống an lạc nhất. Xin chân thành cảm ơn. Dạ vâng, xin cảm ơn những lời phát biểu chân tình từ đại diện họ nhà gái rất nhiều. Và quý vị ơi, trong suốt quá trình diễn ra bữa tiệc có điều gì sơ sót, xin quý vị thương tình bỏ qua cho. Và ngay bây giờ xin mời cô dâu và chú rể cùng tiến đến tháp ly để cùng nhau thực hiện nghi thức rót rượu champagne. Thank you.
và chú rể đang vai kề vai, tay trong tay rót rượu sum anh. Những dòng rượu lung linh tuôn trào như là bằng chứng tình yêu của chú rể dành tặng cho cô dâu. Ngày xưa chú rể từng nói với cô dâu rằng ước gì anh lấy được nàng để anh mua gạch bát tràng về xây, xây dọc người lại xây ngang, xây hồ bán huyệt cho nàng rửa chân. Sau khi rót rượu xong, xin mời cô dâu và chú rể cùng trở về vị trí trung tâm sân khấu để cùng dâng những ly rượu hiếu thảo đến đại diện hai bên gia đình.
Yeah.
sập sình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đà. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cau với trầu. Nhạc sập sình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đàn. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cau với trầu. Anh nói rằng hãy yêu anh
và bên anh người nhé. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, hứa với anh một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường, đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi. Thì em yêu ơi xin em hãy cứ tin. Nắm tay nhau thật chặt, cùng giữ tay nhau thật lâu, để hứa với nhau một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường, đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi, thì đôi ta cũng sẽ không xa rời. Nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu, hứa với nhau một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường, đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi. Thì em yêu ơi xin em hãy cứ tin. Nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu, hứa với nhau một câu sẽ đi trọn đến cuối con đường, đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi, thì đôi ta cũng sẽ không xa rời.